Ngày hôm nay Ngân ngoài việc chia sẻ với cả nhà một quyển sách thì Ngân sẽ chia sẻ một số công cụ để chúng ta quản lý cuộc sống của mình. Những cái công cụ mà lát nữa Ngân sẽ chia sẻ với cả nhà là những công cụ mà Ngân đang hướng dẫn cho các sinh viên của mình ở trên lớp ấy. Nên là cả nhà nghe, nếu mà hy vọng là cả nhà có thể ứng dụng được. Còn nếu như mà có những cái góp ý thì cả nhà cũng góp ý thêm để Ngân hoàn thiện hơn phần đó ha. Quyển sách mà hôm nay Ngân sẽ gửi đến cả nhà đó là Phụng sự để dẫn đầu của tác giả James Rock. Quyển này Ngân mua cũng lâu rồi mà chưa đọc, hôm nay đọc. Không nên để cho bất cứ ai gặp bạn rời đi mà không hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Hãy là nhân chứng sống cho sự tốt bụng của Chúa. Sự tốt bụng thể hiện trên gương mặt, thể hiện trong đôi mắt và trong nụ cười của bạn. Đây là câu nói của mẹ Teresa. Đây là một quyển sách hay. Và tại sao Ngân chọn để gửi đến cả nhà ngày hôm nay? Xin được đọc một chút về phần giới thiệu ở phía sau của quyển sách nhé. Đôi lúc chúng ta cảm thấy mình thật nhỏ nhoi. Chúng ta muốn thay đổi thế giới, nhưng dường như tất cả chỉ như muối bỏ bể. Thật may là điều đó không đúng. Cả thế giới như một bức tranh ghép hình lớn, và mỗi chúng ta là một miếng ghép. Khi một miếng ghép thay đổi, bốn miếng ghép xung quanh sẽ buộc phải thay đổi theo. Và bốn miếng ghép này lại tiếp tục thay đổi các miếng ghép khác. Cứ như vậy, hiệu ứng lan ra toàn bộ bức tranh. Tương tự, chỉ một nụ cười của chúng ta thôi cũng sẽ khiến một số ít người xung quanh cảm thấy vui vẻ. Một số ít người này lại tiếp tục mang nụ cười đến những người khác. Và chẳng mấy chốc, cả thế giới sẽ tràn ngập nụ cười mà xuất phát điểm ban đầu chỉ là một nụ cười chúng ta cười với mẹ buổi sáng hoặc với người hàng xóm. Vậy nên đừng nghĩ mình nhỏ nhoi vì bạn rất vĩ đại. Và nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, thì cuốn sách này là một xuất phát điểm tuyệt vời. Nó sẽ giải thích tất cả những điều trên. Nó sẽ đưa ra rất nhiều câu chuyện minh họa. Và quan trọng nhất là nó trình bày một kế hoạch hành động cụ thể để bạn có thể bắt tay vào thay đổi những người xung quanh bạn và từ đó thay đổi thế giới. Hãy luôn phụng sự và bạn sẽ là người dẫn đầu. Tất cả chúng ta đều sẽ là người dẫn đầu. Như vậy, tinh thần của quyển sách này đó là chúng ta thay đổi từ chính bản thân mình, từ những cái việc nhỏ thôi. Các bạn có tin là chúng ta là một cá thể trong cái vũ trụ này, cá thể rất là nhỏ, nhưng mà những cái năng lượng của chúng ta nó ảnh hưởng đến toàn bộ những năng lượng chung khác. Giống như là một cái đập cánh của con bướm, nó cũng sẽ gây ra những cái hiệu ứng vô cùng lớn đấy. Và quyển sách này tên là Phụng sự để dẫn đầu, nói không chỉ dành cho những người lãnh đạo mà dành cho tất cả chúng ta, bởi vì ngay cả những người lãnh đạo thì đầu tiên để lãnh đạo người khác thì phải lãnh đạo bản thân trước đã. Và tất cả chúng ta đều là những người lãnh đạo, bởi vì chúng ta cần phải lãnh đạo bản thân mình. Và quyển sách này sẽ cho chúng ta một cái góc nhìn để chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn. Bốn câu hỏi của quyển sách này đó là: bạn đang phục vụ ai? Làm thế nào bạn có thể phục vụ tốt nhất? Đóng góp của bạn có phải là duy nhất hay không? Mỗi ngày bạn có hoàn thiện hơn không? Quyển sách này có 3 phần. Phần thứ nhất, ai cũng có thể lãnh đạo vì ai cũng có thể phụng sự. Phụng sự tức là lãnh đạo mà mỗi chúng ta ai cũng có thể phụng sự được. Chỉ quan trọng là mình muốn hay không thôi, cho nên ai cũng có thể là lãnh đạo được, đúng không ạ? Phần 1 này có 2 phần nhỏ, đó là ai cũng có thể lãnh đạo vì ai cũng có thể phụng sự và bạn đang phụng sự cho ai. Phần 2 là phụng sự để lãnh đạo, bao gồm phục vụ khách hàng, quản lý người phục vụ người bạn lãnh đạo, giao tiếp hiệu quả, kinh doanh và những hình thức giao tiếp thuyết phục khác.
Ngân mới đọc sơ qua quyển sách này thì Ngân thấy là quyển sách này rất là dễ để chúng ta có thể thực hành, bởi vì nó có hướng dẫn từng bước một, và bên cạnh đó còn có những cái ví dụ minh họa rất là rõ nữa. Phần 3, mỗi ngày là một quyết định, sống để phụng sự. Biến cuộc đời bạn thành một kiệt tác phụng sự. Và trong buổi ngày hôm nay, Ngân sẽ chia sẻ với cả nhà phần cuối cùng nhé. Phần chốt lại. Bởi vì phần này có những bước hướng dẫn, chúng ta có thể bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Biến cuộc đời bạn thành một kiệt tác phụng sự. Steve Jobs qua đời, hãng thông tấn Bloomberg đưa tin về cái chết của người khổng lồ công nghệ ngày 27 tháng 8 năm 2008. Bài báo tóm tắt những thành tựu và sự kiện đáng nhớ trong đời Jobs rất ít ồn ào bàn tán, có một số lời ngợi ca ngưỡng mộ. Bill Gates, đối thủ lâu năm, tán dương Jobs là người lãnh đạo giàu cảm hứng nhất mà tôi từng gặp. Trên thực tế, Jobs vẫn đang sống và thậm chí còn sống rất tốt nữa. Trường hợp của Jobs giống với Mark Twain, người cũng có cơ hội đọc cáo phó của chính mình. Phản ứng của nhà văn người Mỹ lúc đó trở nên rất nổi tiếng. Tin về cái chết của tôi thật quá cường điệu. Thật là một trải nghiệm thú vị, mình được đọc cáo phó về mình, một bản trút ngắn cả cuộc đời dài với mọi khía cạnh, ngóc ngách, vào một vài đoạn văn ngắn theo mô típ có sẵn, được viết vội vào thời khắc chót, không thương lượng được nữa. Ernest Hemingway cũng từng đọc cáo phó sớm của chính mình. Người ta đồn rằng lúc nào ông cũng mang chúng theo và liên tục xem lại. Có thể ông nghĩ rằng ông đang trốn tránh quy luật của cái chết. Giống như rất nhiều nhà văn, Hemingway đối mặt với cuộc sống giống như viết một tác phẩm lớn vậy. Lối sống của ông thể hiện một sự tự tin đặc biệt, không thể thay đổi, vào khả năng tự áp đặt vận mệnh của chính mình. Sau rất nhiều trải nghiệm, bao gồm cả lần cận kề cái chết trong Thế chiến thứ nhất, Hemingway đã viết: "Tôi đối diện cái chết khá tốt, luôn sẵn sàng vì tôi từng cảm nhận thấy hơi thở của thần chết không chỉ một lần." Các bạn có tin vào số phận không ạ? Nobel đã quá nổi tiếng với những giải thưởng mang tên mình, trước hết là giải Nobel Hòa bình. Nhắc tới Nobel thì trong tất cả chúng ta ai cũng biết cái tên này đúng không ạ? Tuy là mất đi nhưng mà đã để lại cho đời sau một cái tài sản khổng lồ dùng để chi trả cho những cái giải thưởng của ông. Và trong đó có một cái giải thưởng nổi trội, đó là giải thưởng Nobel Hòa bình. Nhưng có một điều đặc biệt trong cái câu chuyện của Nobel, đó là tài sản của ông có được nhờ phát minh ra thuốc nổ. Người ta cho rằng ông đã quyết định thay đổi do bất ngờ đọc được một bản cáo phó viết về mình, đó là kẻ buôn bán cái chết đã qua đời. Theo lẽ thường, hầu hết chúng ta đều không mong đọc được cáo phó của chính mình. Tuy vậy, vẫn có những lúc bạn sẽ cảm thấy hơi thở chết chóc phả trên cổ của mình. Có thể cảm giác đó xuất phát từ sự mất mát người thân, chẩn đoán bệnh tình tiêu cực, nhận thức về sự ngắn ngủi của nhân sinh, số phận. Nếu bạn muốn quyết định lối sống của mình mỗi ngày, bạn phải suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống mà bạn sẽ tạo ra sau đó. Bạn đã tự viết cáo phó của chính mình chưa? Phần này chúng ta hình dung. Giả sử như khi mà chúng ta chết thì những cái gì được viết lên trên bia mộ của mình, những cái gì được nói, được những người ở lại nói về bản thân mình, thì khi mà chúng ta hình dung ra cái điều đó thì chúng ta sẽ biết sống những ngày hiện tại hôm nay như thế nào. Hãy hoạch định cuộc sống có mục đích hơn bằng cách phát thảo cáo phó của chính mình. Bạn muốn trên đó sẽ viết gì? Bạn muốn người khác nhớ gì về cuộc đời và chính bản thân bạn? Bạn để lại gì sau khi chết đi?
hãy phác thảo một bản cáo phó thực tế, nhưng phải hướng tới mục tiêu cao nhất, mong muốn lớn nhất của bạn. Khi soạn thảo, hãy hướng tới tầm nhìn xa hơn trên quan điểm của một người khác. Trong một bản cáo phó, quan trọng nhất vẫn là ghi lại những mối quan hệ trong cuộc đời của bạn. Vì vậy, hãy chia sẻ bản phác thảo của bạn với những người mà bạn có thể tin tưởng. Họ có thể bổ sung quan điểm của mình, bởi vì cho đến cùng, chính những người đó mới là người viết cáo phó sau cùng cho bạn. Ở phần trước thì tác giả có nhắc tới việc chọn lựa một từ để khắc họa chân dung của bản thân mình. Và trong quá trình đó chúng ta có thể tham khảo ý kiến từ những người khác để chúng ta xem là những người khác nhìn nhận về mình ra sao. Tương tự như với trường hợp nói chuyện trước công chúng, những gì bạn định truyền tải và những người nghe nhận thức ít có liên hệ với nhau hơn bạn tưởng. Có nghĩa là có khi mình truyền tải một đàn nhưng mà người nghe hiểu một nẻo. Cho nên để đảm bảo là thông tin chúng ta truyền được chính xác thì chúng ta hãy hỏi sự phản hồi từ những người xung quanh, những người mà chúng ta tin tưởng. Cũng giống như nếu mà các bạn có tìm hiểu về cửa sổ Johari á, cửa sổ để mà chúng ta nhận thức về bản thân cũng như là phát triển các mối quan hệ, thì có một cái ô đầu tiên, ô thứ nhất đó là ô mở, nghĩa là những gì chúng ta biết thì người khác cũng biết. Giả sử như mình hát hay thì mình có hát cho mọi người nghe, giả sử như ca sĩ chẳng hạn, thì mọi người cũng biết là mình hát hay, thì đó là ô mở. Bên cạnh đó thì sẽ có những cái ô như là có khi là mình biết mà người khác không biết. Đó là những cái việc cá nhân của mình mà mình không muốn một người khác biết, hoặc là do cái cách mà chúng ta thể hiện nó chưa đúng, cho nên là người khác hiểu sai, hiểu lầm mình. Thì khi đó chúng ta hãy chia sẻ để mà nó sẽ quay về cái ô mở, để mà có cái sự tương tác lẫn nhau. Còn một cái ô là chúng ta không biết nhưng người khác biết. Ví dụ như chúng ta bảo thủ và nhưng mà chúng ta nghĩ là mình là người kiên định, thì người khác thấy là mình bảo thủ, rất là nhiều người biết là mình bảo thủ nhưng mà mình hoàn toàn không biết điều đó, nhất là những cái điểm xấu hoặc là kể cả những cái điểm tốt. Nhiều khi là mình nghĩ là mình cũng bình thường thôi, mình sống khép kín, nhưng mà những người khác nhận xét mình là một người thân thiện, mình là một người cho đi chẳng hạn, thì khi đó mình hãy hỏi người khác. Tất nhiên là không phải mình thu nhận tất cả những ý kiến của người khác và mình tin 100%, mà mình có thể khảo sát thêm một số mẫu nào đó. Ví dụ như một người nói như vậy có thể sai, hai người nói như vậy có thể sai, nhưng mà giả sử như 10 người cùng nói như vậy thì sao? Thì mình lấy cái đó làm căn cứ để mình xem lại. Và ô thứ tư đó là mình không biết mà người khác cũng không biết luôn. Thì đối với ô thứ tư này, để nó biến thành ô mở thì chúng ta phải làm những điều chúng ta chưa từng làm, đi những nơi mà chúng ta chưa từng đi, đọc những quyển sách mà chúng ta chưa từng đọc, gặp những người mà chúng ta chưa từng gặp. Đó là cách để chúng ta khai mở ra những cái điều tiềm ẩn. Giả sử như sống đến thời điểm này chúng ta chưa biết là chúng ta thực sự đam mê cái điều gì. Nếu như chúng ta ở suốt trong cái vùng an toàn của mình thì mãi mãi chúng ta sẽ không chạm tới được cái điều đó. Thế thì bằng việc chúng ta làm những điều chúng ta chưa từng làm, thử trải nghiệm, cho mình cơ hội được sống hết mình, làm hết mình một điều gì đó, chúng ta thực sự trải nghiệm, thì thông qua đó, có những người đến một cái giai đoạn nào đó rất là trễ thì mới bắt đầu nhận ra những cái công việc mình thực sự đam mê. Chúng ta hãy mở rộng khái niệm này, nhưng chỉ rộng hơn một chút thôi. Là Booth Gloss là một cây viết và một chính trị gia nổi tiếng ở thế kỷ 20. Lấy người chồng thứ hai là người sáng lập tạp chí Time, Henry Gloss. Bà có cơ hội hiếm có để theo dõi các vấn đề quốc tế, đồng thời quen biết rất nhiều nhân vật cấp cao trong nhiều lĩnh vực ở nhiều quốc gia. Lux nhắc nhở là bất cứ ai cũng chỉ nên chọn một câu để khắc họa bản thân, dù là bạn nghĩ mình xứng đáng nhiều hơn thế,
Bà cho biết là ngay cả các đời Tổng thống Mỹ cũng chỉ lấy một câu đó mà thôi. Quan điểm của Lutz liệu có phù hợp với tất cả chúng ta? Hãy nghĩ tới những người mà bạn từng quen biết, ngưỡng mộ hay yêu quý, những người đã qua đời, bạn sẽ tóm tắt cuộc đời họ như thế nào chỉ với một câu thôi. Và với chính mình, chúng ta hãy khắc họa cuộc đời mình bằng với một câu thôi. Nó sẽ định hướng cho chúng ta biết chúng ta cần phải làm gì ngày hôm nay, chúng ta sẽ sống như thế nào để sau khi chúng ta mất đi thì mọi người sẽ nhớ đến cái câu nói đó khi mà nhắc tới mình. Hãy lựa một câu tóm tắt cuộc đời mình và áp dụng nó như một tuyên ngôn cuộc đời. Hãy tìm một câu mà bạn muốn dùng để khắc họa cuộc đời mình. Sẽ khó khăn lúc đầu, nhưng đó có thể sẽ là câu mở đầu hay kết thúc trong cáo phó về cuộc đời của bạn. Hãy nghĩ về nó như câu nói cuối cùng đáng nhớ nhất mà bạn muốn mọi người nghĩ tới khi hồi tưởng về cuộc đời của bạn. Hãy sử dụng nó như tuyên ngôn dẫn dắt cuộc đời bạn ngay từ ngày hôm nay. Bạn có sống đúng với tuyên ngôn cuộc đời đó không? Mọi người có đồng ý với sự tự đánh giá của bạn không? Bước tiếp theo bạn định làm gì để điều chỉnh cuộc đời mình theo đúng tuyên ngôn đó là gì? Như vậy thì nếu như chúng ta đã có một câu tuyên ngôn dành cho mình, mà khi mà chúng ta quan sát, chúng ta hỏi những người xung quanh và chúng ta nhận được những cái phản hồi khác, nghĩa là mọi người không nhìn mình giống như vậy, thì việc của mình là mình sẽ làm như thế nào để chúng ta thể hiện điều đó ra? Bởi vì bản thân chúng ta là cái người quan trọng nhất. Chúng ta không thể nào bắt mọi người nghĩ mình tốt bụng trong khi mình đối xử với mọi người không tốt được. Mình là người quyết định cái nhìn của người khác đối với mình. Và nếu như cái nhìn của người khác mình cảm thấy không đúng, thì hãy trách bản thân mình là cái cách thể hiện của mình không đúng mà thôi. Bạn đang phục vụ ai? Tới phần này bạn sẽ học cách áp dụng câu hỏi này vào cuộc sống hàng ngày. Bạn có để ý là nó không thể nào tách biệt được không? Trước tiên bạn có thể sử dụng câu hỏi này để cải thiện việc giao tiếp với cấp trên. Sau đó bạn sẽ nhận ra nó cũng hiệu quả với con cái. Hoặc nó hữu ích trong việc cải thiện việc phân chia thời gian cho gia đình. Bạn có thể áp dụng tại nơi làm việc. Dù bạn bắt đầu ở đâu, bạn cũng sẽ sớm nhận ra là không dễ để duy trì sự phụng sự nhiệt thành, không dễ để áp dụng tinh thần phụng sự như thế nào vào không dễ để áp dụng tinh thần phụng sự như thế vào mọi khía cạnh cuộc sống. Rồi phần tiếp theo này Ngân nghĩ là nếu như chúng ta theo dõi kỹ thì chúng ta có thể ứng dụng để cuộc sống của mình tốt hơn nè. Áp dụng câu hỏi vào việc quản lý thời gian, tiền bạc, các mối quan hệ và suy nghĩ. Phần này bao quát một chương trình gồm 4 tuần, nói về việc áp dụng những giá trị của bạn, niềm đam mê phụng sự vào trong cuộc sống hàng ngày. Tuần 1 và tuần 2 chúng ta sẽ cải thiện về thời gian và tiền bạc. Trong phần chia sẻ ngày hôm nay thì Ngân cũng chỉ có thể chia sẻ với cả nhà về tuần 1, tuần 2 thôi. Nhưng mà Ngân nghĩ nếu như chúng ta bắt đầu từ việc thay đổi thì nó sẽ tạo nên những cái hiệu quả rất là bất ngờ đấy. Và có khi cũng từ đó mà nó sẽ thay đổi luôn những cái phần tiếp theo luôn. Tuần 1, việc quản lý thời gian. Thời gian là một yếu tố quan trọng nhất đối với chúng ta, đúng không ạ? Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc quản lý thời gian. Thậm chí là khi chúng ta quản lý thời gian tốt rồi thì mọi thứ xung quanh cuộc sống của chúng ta nó sẽ thay đổi. Bạn đang dành bao nhiêu thời gian cho công việc? Trong đó bạn dành bao nhiêu thời gian thực sự làm việc hiệu quả, thay vì chỉ có thời gian đi làm, chuẩn bị làm, nói về công việc, nghĩ về công việc. Trong tuần 1, hãy viết nhật ký thời gian. Đơn giản chỉ cần ghi lại thời gian sử dụng như thế nào. Ghi lại cả 168 tiếng trong tuần, toàn bộ những việc bạn đã làm, kể cả trong 5 đến 10 phút. Khi mà các bạn ghi ra thì các bạn sẽ thấy nó rất là thú vị. Bởi vì bình thường á, khi mà chúng ta không kiểm soát thời gian, chúng ta không ghi lại, thì đôi khi chúng ta sẽ thấy là
thời gian của mình trôi nhanh quá, cả một ngày trôi qua mà mình chẳng làm được việc gì quan trọng cả. Và cuối ngày chúng ta thấy là chúng ta làm chưa hiệu quả, nhưng chúng ta không biết làm sao để cải thiện. À, liên quan tới chủ đề này thì Ngân nhớ có một câu chuyện về 100.000 đô. Ở cái thời điểm đó thì Charles Schwab là người giàu nhất hành tinh. Và một lần nọ, có một người đàn ông đến tìm ông và nói với ông là tôi sẽ cho ông một cái bí quyết. Và việc của ông đơn giản là ông hãy thực hiện theo cái điều đó. Và sau một tháng, ông có thể trả cho tôi bất cứ bao nhiêu cũng được, tùy vào việc ông đã áp dụng thành công như thế nào. Thế thì Charles Schwab mới đồng ý theo cái thỏa thuận đó. Và sau một tháng thì Charles Schwab trả cho người đàn ông này là 100.000 đô la, một khoản tiền vô cùng lớn cho cái bí quyết đó. Các bạn có muốn biết cái bí quyết đó là gì không ạ? Bí quyết đó rất là đơn giản, đó là vào cuối mỗi ngày, hãy ghi ra 5 việc cần làm trong ngày hôm sau và hãy thực hiện nó. Nghe tưởng chừng rất là đơn giản đúng không ạ? Thông thường thì chúng ta sẽ làm việc mà nếu chúng ta không ghi chép lại thì đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy căng thẳng, bởi vì chúng ta phải nhớ là chúng ta cần phải làm gì và có khi chúng ta bỏ quên. Thế thì vào tối ngày hôm trước, chúng ta hãy ghi ra những điều quan trọng mà chúng ta cần làm vào ngày hôm sau. Trong ngày hôm sau, chúng ta sẽ bằng mọi giá chúng ta hoàn thành 5 điều đó. Và cuối mỗi ngày, chúng ta sẽ đánh giá lại xem chúng ta đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm trong cái kế hoạch của mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh. Nếu chúng ta đưa ra những cái mục tiêu quá lớn, chẳng hạn như chúng ta đưa ra 5 mục tiêu mà một ngày chúng ta chỉ hoàn thành được 1 đến 2 mục tiêu thôi, thì chúng ta phải xem lại có phải mục tiêu của chúng ta quá lớn hay là chúng ta sử dụng thời gian chưa hiệu quả, có phải những mục tiêu đó nó không vừa sức với mình hay không. Còn nếu những mục tiêu đó là hoàn toàn khả thi, nhưng mà bởi vì cuộc sống, bởi vì chúng ta bị trôi lăn vào những cái công việc khác, những cái công việc phát sinh mà chúng ta quên thực hiện, thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại việc thực hiện của mình. Kết thúc một tuần, hãy kiểm tra lại cẩn thận. Hãy xem những việc chiếm nhiều thời gian hơn và tự hỏi, ai là người bạn đang phụng sự? Tại nơi làm việc, bạn là người bạn phụng sự, là khách hàng, là cấp trên, hay những bản báo cáo phải làm ngay? Bạn có thấy thời gian xem phim là quá nhiều không? Bạn đang phụng sự ai trong khi đọc những tờ báo lá cải hay lướt web giải trí? Đó là tuần thứ nhất, chúng ta sẽ thay đổi thói quen quản lý thời gian. Và tuần thứ hai là việc quản lý tiền bạc. Tuần thứ hai chúng ta sẽ học cách cải thiện việc sử dụng tiền bạc với một cuốn nhật ký tài chính. Cũng giống như thời gian, tiền bạc cũng là một yếu tố điển hình cho biết ai là người bạn đang phục vụ. Nếu bạn có máy tính cá nhân, bạn có thể thay nhật ký bằng một phần mềm như Quicken. Tất nhiên một cái bút và một tờ giấy cũng đủ dùng rồi. Một cái bút, một tờ giấy cũng tốt. Còn nếu như mà bây giờ chúng ta có thể sử dụng rất nhiều công cụ, ví dụ như là Ngân đang dùng cái Money Clover ấy, nó cũng khá hữu dụng trong việc chúng ta quản lý thời gian. À, còn một cái công cụ, dù là ghi chép bằng gì cũng được, thì một trong những cái công cụ chúng ta quản lý tốt thời gian là phương pháp 6 chiếc hũ. Ví dụ như là một tháng chúng ta có một cái khoản thu nhập là A, đúng không? Thì chúng ta phân làm 6 chiếc hũ, trong đó 55% là chúng ta sử dụng cho việc sinh hoạt, bao gồm nhà, cửa, ăn uống, xe cộ, những cái chi phí sinh hoạt bình thường cơ bản ấy, 55%. Rồi 10% là một cái khoản chúng ta dùng để tiết kiệm. Luôn luôn có cái khoản tiết kiệm này thì sẽ giúp chúng ta chủ động trong cuộc sống của mình. Rồi 10% tiếp theo là dành cho việc đầu tư vào trí tuệ, có nghĩa là đăng ký những cái khóa học nè, mua những cái quyển sách để giúp cho chúng ta phát triển không ngừng.
10% tiếp theo bao nhiêu rồi nhỉ? 70% rồi, 75% rồi đúng không? Rồi, 10% tiếp theo là đầu tư. Đầu tư có nghĩa là đầu tư dài hạn để có một cái khoản thu nhập thụ động sau này ấy. Rồi, 10% nữa là dành cho việc hưởng thụ, nghĩa là những cái mình kích thích cái việc mà chúng ta thưởng cho bạn, giống như là chúng ta thưởng cho bản thân mình á, ngoài cái nhu cầu sinh hoạt ra thì chúng ta sẽ có những cái nhu cầu hưởng thụ thêm một chút, giả sử như mua một món đồ mà mình thích, hay là chơi một cái ăn những cái món ăn mà mình thích chẳng hạn. Và còn lại 5% là chúng ta chia cho việc cho đi, luôn luôn có cái khoản cho đi này để cái dòng tiền của chúng ta có thể xoay vòng. Chúng ta cho đi thì một lúc nào đó chúng ta cho đi với một cái tâm không mong cầu ha, nhưng mà chắc chắn là một lúc nào đó nó cũng sẽ quay về. Chúng ta gieo hạt gì thì chúng ta sẽ nhận được cái hạt đó. Giống như về quản lý thời gian, bạn hãy ghi chép lại đầy đủ về sử dụng tiền bạc trong cả tuần, bao gồm cả những chi tiêu nhỏ nhất. Hãy nhớ lại việc chi tiêu của bạn trong 3 tháng, 6 tháng và 1 năm vừa qua. Nếu bạn không nhớ toàn bộ chi tiết cũng không sao, rà soát lại thói quen. Cái này thì mình không đợi là xa như vậy ha, mình có thể ghi chép mỗi ngày thì mình không cần phải nhớ. Và những số liệu này có làm bạn hài lòng không? Thói quen chi tiêu và tiết kiệm của bạn có nhất quán với những giá trị phụng sự hay không? Rồi, ý của phần này, tuần thứ hai này mình sẽ nói về việc chúng ta quản lý về tài chính. Tuần thứ ba là quản lý các mối quan hệ. Và tuần thứ tư, quản lý suy nghĩ của bạn. Và để kết lại buổi livestream ngày hôm nay, Ngân sẽ chia sẻ với cả nhà thêm một công cụ nữa. Đó là 6 quyển sổ thành công. Không hẳn là các bạn, nếu mà chúng ta có thể đầu tư 6 quyển sổ mà chúng ta thích cái việc ghi chép ấy, thì nó cũng hữu hiệu. Còn nếu như mà bây giờ các bạn chia làm 6 cái quyển sổ ở trên một cái công cụ nào đó online cũng được, nó sẽ có đồng bộ giữa điện thoại, iPad, máy tính, các thứ. Thì 6 quyển sổ thành công này nó sẽ bao gồm, đầu tiên là sổ thông thái. Mỗi ngày chúng ta sẽ học được rất là nhiều kiến thức, hoặc là một cái điều gì đó chúng ta ngộ ra, mà bộ não của chúng ta thì nó là tiềm năng đấy, nhưng mà trí nhớ của chúng ta, bộ nhớ của chúng ta là có hạn. Có thể là một lúc nào đó chúng ta sẽ quên đi. Và có một câu rất là nổi tiếng, đó là đừng tin vào cái trí nhớ của cái bộ não của bạn. Và sách, vở, bút và sổ, đó là những cái công cụ giúp chúng ta nhớ tốt nhất. Thì chúng ta, nếu chúng ta học được điều gì đó hoặc chúng ta ngộ ra được điều gì đó, thì chúng ta có thể ghi vào quyển sổ thông thái này. Cái quyển sổ thông thái này rất có giá trị ha. Sau này có thể một lúc nào đó chúng ta sẽ không ngờ là ở cái thời điểm đó mình biết cái kiến thức đó luôn ấy. Rồi gọi là sau một thời gian chúng ta nhìn lại để chúng ta củng cố cái kiến thức mà mình có. Thứ hai là sổ mục tiêu. Những cái ý tưởng, những cái chiến lược, những cái kế hoạch. Đối với sổ mục tiêu này, bởi vì ai chúng ta đều có những cái ước mơ, có những cái mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn đúng không? Chúng ta ghi ra những cái mục tiêu của mình và mỗi ngày chúng ta nhìn vào cái mục tiêu đó, nó sẽ thúc đẩy, nó là một cái nguồn động viên để chúng ta hướng tới cái mục tiêu đó. Ghi lại những cái mục tiêu của mình ha, dài hạn, ngắn hạn, trung hạn, hoặc là mục tiêu trong ngày, ngày mai mình muốn đạt được cái mục tiêu gì đó chẳng hạn, có thể ngắn hạn như vậy luôn. Thứ ba, đó là sổ nhật ký thành công. Thành công nó sẽ nối tiếp thành công. Ngày hôm nay chúng ta có được cái sự thành công nào dù nhỏ, chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta nhận được một cái lời khen từ sếp, hay là ngày hôm nay chúng ta đã tỏ tình thành công, ngày hôm nay chúng ta đã vượt qua được cái sự lười biếng của mình, chúng ta đã xây dựng được một cái thói quen tốt chẳng hạn, thì chúng ta hãy ghi lại những cái thành công của chúng ta dù nhỏ thôi, và nó sẽ kích thích những cái thành công lớn hơn. Và thứ tư là sổ tài chính cá nhân. Nó chúng ta có thể sử dụng cho cái lúc nãy mình chia sẻ về tuần thứ hai ấy. Sổ tài chính cá nhân
ghi lại, ngay cả những người giàu nhất họ cũng bắt đầu ghi lại từ những cái khoản chi tiêu rất là nhỏ, như là mua một bịch xà bông, mua một gói mì hay là một ký gạo chẳng hạn. Những cái chi tiêu rất là nhỏ thôi, thứ nhất là giúp chúng ta quản lý tài chính trong thời điểm hiện tại, để nó cũng giống như thời gian vậy đó. Nếu chúng ta không quản lý nó thì chúng ta sẽ thấy là tiền mình nó đi đâu mất mà mình không biết là mình sử dụng vào việc gì cả. Hãy ghi vào những cái khoản đó vào cái sổ tài chính của mình ha. Hoặc là thậm chí trong đây thì các bạn cũng có thể chia ngân sách ra nếu các bạn có những cái kế hoạch tài chính. Quyển sổ thứ 5 đó là sổ quan hệ. Chúng ta sẽ không biết được những mối quan hệ nào sẽ hữu ích cho chúng ta trong tương lai. Và để mà một lúc nào đó chúng ta, bởi vì chúng ta không sống một mình, chúng ta sống giữa cộng đồng xã hội, nên chúng ta cần những mối quan hệ. Và bây giờ chúng ta có thể làm một cái sổ mối quan hệ, chúng ta ghi những cái mối quan hệ của mình, và từ bây giờ hãy bắt đầu xây dựng những cái mối quan hệ đó. Chúng ta hãy cho đi trước, giả sử một lúc nào đó mình một cái người bạn cũ cả năm, 1, 2, 3 năm mình không liên lạc, tự nhiên tới đó mình cần sự giúp đỡ của người đó, mình liên lạc lại với người đó thì cũng kỳ đúng không? Còn thay vì vậy, bây giờ mình xây dựng mối quan hệ với người đó ngay từ bây giờ. Người đó cần cái gì mình giúp đỡ trước, thì sau này chắc chắn khi mà chúng ta khó khăn thì chúng ta sẽ được giúp đỡ trở lại. Cũng giống như tại sao có nhiều người than vãn là khi khó khăn chẳng thấy ai giúp cả. Tại sao lúc mà mình khó khăn bạn bè đều bỏ mình đi? Đó là một cái lời than vãn. Nhưng mà thực sự chúng ta cũng phải xem lại cái nhân mình đã gieo. Trước đó mình đã đối xử tốt với người ta hay chưa? Hay là lúc mà mình đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, mình đã làm như thế nào đó để mà khi mà mình xuống dốc thì người ta bỏ đi. Và sổ cuối cùng đó là sổ công việc. Hay nó cũng giống như là cái sổ quản lý thời gian ấy. Mỗi ngày buổi tối chúng ta ghi ra những điều chúng ta cần làm vào ngày hôm sau. Hoặc là chúng ta ghi cái lịch trình làm việc của mình, lịch tuần, lịch tháng luôn cũng được. Tại vì để mà chúng ta có thể quản lý tốt thời gian của mình không bị quên ấy. Nếu như mà ngày nào mình cũng cứ sáng đúng giờ đó đi làm, chiều đúng giờ đó đi về, tối ở nhà xem tivi, sau đó 9-10 giờ đi ngủ chẳng hạn, thì cái cuộc sống đó thì nó, nếu mà mình thấy hạnh phúc thì không có vấn đề gì, nhưng mà không ai có thể có một cái cuộc sống mà nó đều như vậy. Chúng ta có những cái công việc vào cái thời điểm này nó khác, cho nên là mình có cái lịch tuần, có cái lịch tháng để mình quản lý nó tốt hơn thì mình hãy ghi vào. Và sau một ngày mình sẽ check xem mình đã làm được bao nhiêu công việc rồi. Và sáu cái quyển sổ đó nó sẽ giúp cho mình quản lý cuộc sống của mình tốt hơn. Và tới đây thì trong thời gian sắp tới, có lẽ là anh đang nghĩ một cái ý tưởng là thời gian sắp tới anh sẽ viết một cái quyển sách có tên là quyển sổ thứ 7. Và trong quyển sổ này anh sẽ viết về, bởi vì anh thấy 6 quyển sổ này nó đang thiếu một cái quyển sổ, đó là sổ biết ơn. Và trong quyển sổ thứ 7 này anh sẽ viết về quyển sổ biết ơn. Rồi, buổi chia sẻ ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Chắc là hôm nay cả nhà đang đi chơi Trung Thu đúng không? Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc cho cả nhà có một mùa Trung Thu ấm áp, sum vầy bên người thân, bạn bè. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.